Ronaldo không đất dung thân ở Al-Nassr vì đại khủng hoảng sắp đến. Đội bóng Al-Nassr, nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu, có thể sẽ gây ra cú sốc lớn ở giải vô địch quốc gia khi chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị lên kế hoạch cho quyết định lớn. Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tương lai câu lạc bộ và cả CR7. Cristiano Ronaldo có lẽ đang rất hoang mang khi câu lạc bộ Al-Nassr đang gặp rắc rối lớn ở mặt hậu trường khi có tin cho rằng chủ tịch câu lạc bộ và toàn bộ hội đồng quản trị sẽ từ chức. Thông tin này đến chỉ ít ngày sau khi Al-Nassr bị loại khỏi AFC Champions League và gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út trong mùa giải 2023/24 này. Cụ thể hơn, chủ tịch Al-Nassr là ông Khalid bin Fahd có khả năng phải sớm rời câu lạc bộ. Ông và các thành viên hội đồng quản trị của đội bóng nhiều khả năng buộc phải ra đi khi đội bóng gần như sẽ trắng tay ở mùa giải này dù nhận được sự đầu tư và kỳ vọng cực lớn. Việc Al-Nassr thay đổi thượng tầng đồng nghĩa với việc họ sẽ có chủ tịch và hội đồng quản trị mới. Nếu điều này thật sự xảy ra, Al-Nassr sẽ có nhiều biến động về mặt nhân sự trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo đánh giá, Ronaldo vẫn sẽ là lá quân bài chủ lực của câu lạc bộ dù họ có chủ tịch mới hay ban quản trị mới. Đầu tiên là bởi sức ảnh hưởng và tên tuổi của Ronaldo. Anh đã mang lại rất nhiều thứ cho giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út kể từ khi đến Al-Nassr. Chắc chắn, Al-Nassr sẽ không bao giờ gạch tên Ronaldo. Vấn đề thứ hai là cầu thủ người Bồ Đào Nha có ý định ở lại lâu dài và dường như anh sẽ gắn bó cho tới khi kết thúc sự nghiệp, đây là giải đấu rất tốt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều cơ hội để phát triển. Saudi Pro League có tính cạnh tranh. Chúng tôi có những đội bóng rất tốt, những cầu thủ Ả Rập Xê Út rất giỏi, nhưng họ cần cải thiện thêm một chút về cơ sở hạ tầng, trọng tài, hệ thống VAR nên nhanh hơn một chút và cần cải thiện những điều nhỏ nhặt khác. Nhưng tôi hạnh phúc tại nơi này, tôi muốn và sẽ tiếp tục ở đây. Theo ý kiến của tôi, nếu họ tiếp tục làm những công việc mà họ muốn làm, trong 5 năm tới, tôi nghĩ giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út có thể một giải đấu hàng đầu thế giới. Thống kê chỉ ra, Ronaldo đã ghi 44 bàn sau 52 trận cho Al-Nassr kể từ lúc chuyển sang châu Á chơi bóng vào đầu năm 2023. Hiện tại, Ronaldo đang hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.